Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc phương vàng ca Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T. Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng Giêng dương lịch 2015, tức ngày 26 tháng 11 âm lịch Giáp Ngọ. Ngày thứ Tư tuần trước, vào sáng mùng 7 tháng Giêng dương lịch, hai tên khủng bố thuộc tổ chức Hồi giáo Al-Qaeda đột kích tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo tại Paris vào lúc ban biên tập họp bàn bài vở số báo sắp phát hành. Hai tên khủng bố đã bắn chết toàn ban biên tập có mặt hôm ấy. Tổng cộng 12 người chết, 4 người bị thương nặng. Sự kiện trên đã gây chấn động toàn thế giới suốt tuần qua. Nhật báo Le Monde gọi là ngày 9 tháng 11 của Pháp, nhắc lại vụ khủng bố bắn sập hai tòa cao ốc tại thành phố Manhattan, New York năm 2001. Toàn thế giới lấy cây bút chì làm biểu tượng tưởng nhớ nạn nhân. Vì tuần báo Charlie Hebdo là tờ báo châm biếm thượng thẳng tại Pháp, chuông vẻ hí hòa phê phán những chi mà họ cho là đạo đức giả, cùng tín, khủng bố, theo truyền thống của nhà văn Voltaire Pháp. Nên nhiều tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo, cũng như các chính trị gia cao cấp, rất ghét họ. Xưa nay, báo phát hành 60.000 số mỗi tuần. Nhưng từ vụ thảm sát, những ký giả còn lại quyết tâm tiếp tục công trình của bằng hữu đã chết, tuyên bố sẽ phát hành như thường lệ vào thứ Tư tuần này, không cho báo gián đoạn. Số ấn bản sẽ lên tới 5 triệu số. Ngày Chủ nhật vừa qua, đáp lời kêu gọi của Tổng thống Pháp François Hollande, 4 triệu dân Pháp trên toàn lãnh thổ đã xuống đường tuần hành im lặng, tưởng nhớ lần đầu tiên 12 ký giả bị thảm sát trong tầm nhắm của quân khủng bố quốc tế. Tại Paris, đoàn biểu tình đông gần 1 triệu rưỡi người do Tổng thống Pháp dẫn đầu, cùng với trên 50 nguyên thủ quốc gia, thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao từ các nước trên năm châu liên đới kéo về. Giám đốc đài phát thanh Saigon Radio, ông Dương Phục, cùng ông Quang Hưng ở thành phố Houston đã gọi điện Viễn Liên sang Paris phỏng vấn ông Võ Văn Ái về sự vụ nói trên. Cuộc trao đổi kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Do thời lượng Đài Phật giáo Việt Nam có hạn, chúng tôi xin trình bày một số trích đoạn bình luận. Xin mời quý khán giả theo dõi sau đây. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh hội thoại đặc biệt với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris. Chúng tôi là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái ạ. Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng và quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio, và kính chúc quý vị một năm dương lịch mới an khang thịnh vượng và mọi sự như ý. Dạ vâng, xin được kính
kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục và quý khán giả. Ở bên này thì đúng như vậy, cũng mới năm mới, nhưng mà năm mới ở bên Paris trong cái vùng mà thảm sát khủng bố đó, thì bây giờ tình hình bên đó căng thẳng lắm đồng, thưa giáo sư Võ Văn Ái ạ. Dạ thưa, đúng đấy, là coi như đầu năm dương lịch mà lại bị bọn khủng bố, đặc biệt là nó giết những cái tay vẽ và tay viết cứng nhất của trong cái tờ báo Charlie Hebdo, thì cái điều này có thể nói là làm chấn động không riêng gì dân Trung Pháp mà hầu như là toàn cầu. Tất cả các vị nguyên thủ quốc gia và kể cả Tổng thống Obama thì cũng đã có nhiều lần lên tiếng về cái vụ này, thì tôi thấy đây là cái điều cho chúng ta thấy cái sự đoàn kết của tất cả các giới chính giới trong toàn thế giới. Đặc biệt là ngày hôm qua thì đã có cái cuộc xuống đường theo lời kêu gọi của Tổng thống Pháp. Và cái cuộc xuống đường này nó không có tính cách là chống đối bất cứ cái vấn đề gì, nhưng mà để tưởng niệm cho những người đã chết và thể hiện cái tinh thần gọi là đoàn kết để chống lại tất cả những cái công tác khủng bố mà sắp tới đây cái giới khủng bố trong thế giới, đặc biệt bên phía Hồi giáo nhắm vào nước Pháp. Thì cái sự kiện mà có thể nói là từ năm 1944, tức là khi mà nước Pháp được giải phóng trong cái Thế chiến thứ hai đó, thì người ta bảo rằng từ năm đó cho tới nay chưa bao giờ có cái sự xuống đường đông đúc và đồng tình của người dân Pháp. Tất cả các tỉnh trong nước Pháp đã lên đến 4 triệu người xuống đường, và riêng Paris thì đã có 1 triệu rưỡi người. Và cái cuộc biểu tình đó rất là đẹp, có trên 50 các vị gọi rằng là nguyên thủ, thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao của trên 50 quốc gia cũng đến đi cùng chung với Tổng thống Pháp và Hollande. Thì đấy là cái điều có thể nói rằng là mới mẻ và nó gây một cái sự chấn động chưa bao giờ xảy ra tại nước Pháp. Và cái hay của cái sự biểu dương này đó, thì người ta đã lấy cái cây bút chì làm tượng trưng cho cái việc là bảo vệ cái tiếng nói tự do ngôn luận của cái người viết báo. Thì đấy là cái chuyện có thể nói là xưa nay ít thấy xảy ra ở bên Pháp. Mặc dù trước đây thì khủng bố cũng đã từng giết rất nhiều người, có lên hàng trăm người ở các nước khác như ở Tây Ban Nha vậy đó. Mà đây thì chỉ có 17 người trong cái tòa soạn của Charlie Hebdo mà đã gây một cái sự đồng tình của toàn thế giới như vậy để chống lại nạn khủng bố đó. Thì tôi thấy đây là cái điều rất là mới và cho ta thấy rằng sự đồng tình của trong toàn thế giới trước cái nạn khủng bố trong thế giới. Vâng, cảm ơn giáo sư Văn Ái. Những cái điều mà giáo sư Ái vừa trình bày từ quý khán giả trên làn sóng từ Paris mà quý vị ở đây chúng ta đừng nghe đó, thì ngay giờ này quý vị có thể nhìn lên các màn ảnh truyền hình CNN, Fox News, tin tức ở khắp nơi đều nói về cái cuộc tuần hành được mô tả là rất là vĩ đại. Gần 4 triệu người đi tuần hành ở khắp nơi ngoài thủ đô Paris, còn có nhiều thành phố khác. Và đây là coi là cuộc biểu tình đông đảo nhất trong một lịch sử của nước Pháp. Và cũng có nhiều người bình luận như thế này, giáo sư Ái, là cái tờ báo đó, Charlie đó, bây giờ là đi biểu tình là cứ phải dơ cái bảng hiệu dơ suy. Charlie, tôi là Charlie, để mà yểm trợ cái tinh thần mà chuyên môn châm biếm của tờ báo này. Nhưng mà có nhiều người lại phân tích nó có mặt khác, là cái tờ báo này đã đưa ra những cái hình ảnh châm biếm quá đáng về các lãnh tụ tôn giáo, không riêng người Hồi giáo đâu. Vâng. Chuyên môn châm biếm môn diễu cợt, và diễu cợt cũng có vẻ mạnh bạo nữa. Thí dụ vẽ hình của ông tiên tri Mohammed là cũng đội nón kiểu của Hồi giáo nhưng mà lại cởi trần cởi chuồng hoặc là treo đầy lựu đạn ở trên người, thì họ cho rằng cũng không nên sỉ nhục những lãnh tụ của những cái tôn giáo khác một cách quá đáng như vậy, thì dễ dẫn tới gây nên cái sự sôi động, cái quá khích trong những cái hàng ngũ, những cái người tôn sùng về tôn giáo như thế, thì cũng chẳng nên một cách chế giễu quá đáng như vậy. Có thể tạo ra những cái hiểm khích vô ích, thừa thãi, thì giáo sư Ái nghĩ sao? Dạ, tôi thấy cái này mình phải hiểu rằng đây là cái truyền thống văn hóa của nước Pháp. Đó, và phải công nhận khi anh nói là bắt đầu họ lần đầu tiên họ tấn công vào một cái tòa báo và họ bắn ngay vào cái lúc mà tòa soạn đang họp, lúc 11 giờ rưỡi ngày thứ tư đó, thì họ bắn hết không có bất kể ai.
thì cái giới mà làm báo bây giờ thì người ta rất là nhột nhạt với cái sự kiện đó, và chắc chắn là trong tương lai nó sẽ xảy ra cho các nơi khác. Và chính như cái tờ Charlie Hebdo đó, tức là tuần báo Charlie đó, thì nó đã được nhà nước Pháp cho cảnh sát đến canh gác thường trực 24 giờ trên 24 giờ. Và kể cả những cái nhân viên, những cái người chủ báo của cái tờ tuần báo đó, đó cũng được cảnh sát bảo vệ khi mà họ đi ra ngoài đường. Tức là đã có đề phòng từ mấy năm nay rồi, chứ không phải là mới hôm nay thôi. Mà dù vậy thì vẫn bị tàn sát một cách bất ngờ như vậy. Thì tôi nghĩ rằng mình phải hiểu rằng mỗi nước nó có một cái lối, có một cái tư tưởng, có một cái văn hóa riêng của họ. Thì nước Pháp thì chúng ta là thời xưa ở Việt Nam thì cũng theo học những cái tác phẩm lớn của Pháp, thì chúng ta biết rằng cái tinh thần của ông Voltaire đó là nó rất là tự do, cởi mở và nó không có thờ lại một cái gì hết. Thì chính cái truyền thống đó nó được rót vào trong những cái tờ báo của Pháp, như cái tờ Le Canard Enchaîné, con vịt bị xiềng chân, hay là cái tờ Charlie. Tờ Charlie thì cũng không phải là nó nhắm vào tất cả các tôn giáo đâu, dĩ nhiên là các tôn giáo thì đều bị họ châm biếm hết. Nhưng mà kể cả những nhân vật lãnh tụ của nước Pháp cũng bị châm biếm nữa, chứ không phải riêng như ông Hollande rồi thì ông Sarkozy. Mà ngay cái ngày mà ông Charles de Gaulle qua đời đó, thì họ dám đề trên cái trang đầu của cái tờ tuần báo của họ là họ bảo rằng cái cuộc khiêu vũ ở Colombia có một người chết. Đấy. Thế ta họ đứng trước cái sự mà mất mát của một cái vị có thể nói là lãnh tụ to lớn như ông Charles de Gaulle đối với Pháp, mà họ vẫn giễu cợt như thường. Thì tôi nghĩ đó là cái truyền thống Pháp, họ không có sợ gì hết và bất cứ cái gì họ cũng châm biếm, và chính nhờ cái sự châm biếm đó mà họ làm cho người đọc báo hay là quần chúng Pháp có một cái tinh thần gọi là phê phán, chứ không phải là cứ cúi đầu đi theo các lãnh tụ, các đảng phái hay là các tôn giáo gì hết. Thành tôi nghĩ rằng cái lối văn hóa của họ là như vậy. Có thể trong các nước khác nó không có được cái tinh thần Voltaire như ở tại Pháp. Thì chúng ta biết ở Rousseau, Voltaire, Montesquieu, tức là những cái người họ đã cởi mở cái tinh thần của nước Pháp, cái nền văn minh của nước Pháp là một cái tinh thần phê phán tối hậu, không có tha thứ bất cứ một cái gì cả, và họ nghĩ rằng là họ có quyền phê phán. Chúng ta thấy rằng cái nền học giáo dục ở Pháp với ở Mỹ khác nhau rất nhiều. Ở Mỹ thì ví dụ khi chúng ta qua trung học thì chỉ biết được cái môn học của mình thôi để đi vào đại học, chứ còn bên Pháp thì cho đến tú tài 2 thì nó học đủ chuyện hết. Từ triết học, lịch sử, nó không có cái môn gì không biết. Thành ra cái người Pháp cũng có cái tự hào là cái gì tôi cũng biết hết. Thì chính vì cái chỗ đó, ở cái chỗ cao cả đó mà nhiều khi họ cũng sai lầm ở cái điểm là khinh thường những người khác, cho rằng mình là cái người biết hết. Đối với người Pháp khi chúng ta nói chuyện về triết học thì họ trưng dẫn không biết bao nhiêu là triết gia. Mà trong khi đó thì một cái người mà vừa qua trung học của Mỹ hay là của Anh thì lại hoàn toàn không biết gì những cái điều đó. Thì chính cái tính chất giáo dục nó làm cho con người Pháp luôn luôn là một con người phê phán. Và từ đó thì nó đẻ ra cái báo chí như cái tờ Canard Enchaîné hay là tờ Charlie Hebdo. Thì tôi thấy đó là cái truyền thống riêng của nước Pháp mà nó xảy ra cái sự kiện. Cái tờ báo này nó không có, nó khinh thường tất cả mọi người, tất cả mọi đảng phái, tất cả mọi tôn giáo, và không bao giờ nó ngừng châm biếm với cái tinh thần mà họ gọi là phê phán đó. Thì như ông Cabu là cái người bị bắn đó, ông bảo tôi không có sợ cái gì hết, và nếu người ta giết tôi thì tôi cũng chết đứng thôi. Thì những cái điều như vậy chứng tỏ rằng là đó là cái tinh thần riêng của nước Pháp đấy. Vâng, người ta nói đó là cái tờ Charlie Hebdo là một trong những cái tờ báo trào phúng, nó chỉ có dựa vào cái số lượng mà báo họ bán, chứ họ không có quảng cáo hay là mà nhận những cái khoản tiền nào của bất cứ một cái tổ chức nào. Được. Thì trong suốt cái thời gian mà nó được phát hành đó thì nó cũng lên xuống, đôi lúc có thì người dân Pháp hoặc là những cái người dân khác đó thì họ cũng không có ủng hộ. Được. Nhưng mà có một cái điều như thế này là những cái tờ báo trào phúng như vậy đó thì nhiều người cũng cũng thích học. Chẳng hạn như là Việt Nam chúng ta nhớ, quý vị mình nhớ là cái tờ báo Trắng Đen đó, có Tú Gàn, hoặc là có những họa sĩ họ hay vẽ những cái
người cũng thích đọc chứ không phải là không. Nhưng mà riêng đối với lại người Việt Nam và bên Pháp ấy, thì họ có cảm tình như thế nào đối với lại cái tờ Charlie Hebdo, hoặc là nghe nói là nó sẽ được xuất bản vào thứ tư sắp tới đây là ngày mốt á, thì điều này không biết là có thể là nó thực hiện được nổi hay không, cho các người đó chưa có nắng như thế nào ạ? Dạ thì tôi thấy người ta phỏng vấn những cái người đi biểu tình đó thì có một số đông người ta không có thích cái tờ đó và không thích cái lối châm biếm và cũng không bao giờ mua tờ báo đó. Bản thân tôi thì tôi thật ra thì năm thì mười họa mới mua một cái cho biết thôi, nhưng mà tôi cũng thích lắm cái lối trào phúng đó. Nhưng mà những người đi bộ tên họ bảo, nhưng mà họ không thể nào im lặng trước cái sự khủng bố với những cái tay vẽ, những cái tay viết được như vậy. Thì đó là cái dư luận chung, không phải là tất cả 4 triệu người, gần 4 triệu người đều là những người là mua báo tuần báo Charlie đâu. Và họ không biết, họ không mua và nhiều khi họ không thích nữa, nhưng mà họ vẫn ủng hộ khi họ biết rằng cái tòa soạn bị thảm sát. Đấy thì đấy là cái tình hình chung. Còn cái tờ báo đó thì cũng như anh Quang Hương nói đúng đó, nó khi lên khi xuống cũng khổ tâm lắm. Nó do chữ ông chủ bút cả Cavana đầu tiên làm cái việc đó thì ông cũng khổ tâm lắm chứ không phải là dễ, bởi vì những ai làm trong truyền thông hay là làm báo chí thì đều biết cái khổ nạn về cái vấn đề tài chính. Thì tờ báo đó nó tự sống bằng cái sự độc giả mua. Và bây giờ đây thì những cái tay vẽ lớn nhất như là Voronsky hay là Kaby hay là Sartre và tất cả đó thì đã chết rồi. Nhưng mà họ quyết định là thứ tư, đúng như vậy, thứ tư này họ sẽ phát hành 1 triệu số. Và trong thời gian từ khi mà họ bị thảm sát cho tới ngày hôm qua đó thì đã có 13.000 người ghi tên để mà mua 5 tờ báo đó. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái lúc mà tờ báo nó đăng lên. Bởi vì sau khi mà họ bị thảm sát như vậy thì tờ báo Liberation, tờ báo giải phóng đó ở bên Pháp, ở Paris, thì lại cho họ cái phương tiện là dùng cái tòa soạn của Liberation để mà làm những số báo tới. Và tờ báo Le Monde là một cái tờ báo rất nổi tiếng của Pháp, đứng đắn của giới trí thức đó, thì cung cấp cho họ tất cả những cái máy vi tính để họ thực hiện. Thì qua những cái tuyên bố của những người tiếp tục kế thừa cái tuần báo Charlie thì họ bảo rằng thứ tư này sẽ ra số đầu tiên và tiếp tục như thế, chứ không chịu nào mà không chịu đóng cửa cái tờ báo của mình. Và họ đã tuyên bố rằng sẽ ra 1 triệu bản trong ngày thứ tư sắp tới. Xin nhờ giáo sư ấy để mà chúng tôi nói tiếp về cái vụ một cái tờ báo Charlie như là bây giờ đương được mọi người ngưỡng mộ bên Pháp rồi đưa ra cái khẩu hiệu Dirty Charlie, thì ngược lại đó thì chúng tôi đọc những cái bài báo viết như thế này, chẳng hạn như bây giờ nếu cái tờ báo này đó vẽ hình không đứng đắn bậy bạ về Chúa Giêsu của bên Công giáo, hay là vẽ hình Đức Phật Thích Ca của bên Phật giáo một cách quá đáng, giống như là họ vẽ tiên tri của bên Hồi giáo đó, là không mặc quần áo rồi đeo lựu đạn đầy người, như thế chắc chắn sẽ phải gặp những cái phản ứng, bởi vì chớ đụng tới tôn giáo là một cái điều nên tránh. Vì thế mà nhất là cái tổ chức Hồi giáo nổi tiếng trên thế giới là rất là quá khích, tôn sùng một cách quá đáng những cái lãnh tụ tôn giáo của họ, thì người ta cũng bảo là nếu mà tiếp tục như thế thì sẽ không, tình hình sẽ không yên. Nếu mà còn cứ đem chế giễu những lãnh tụ tôn giáo như thế thì sẽ còn những cuộc khủng bố khác. Giáo sư Ái có đồng ý không ạ? Dạ thì cái phân tích của anh thì nó đúng đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái giới khủng bố của Hồi giáo đó cũng không phải là vì châm biếm mà họ đi khủng bố đâu. Họ có cái chủ trương rất rõ ràng là chống đế quốc Mỹ và các đế quốc Tây Phương, vì họ cho cái đế quốc đó nó nguy hại cho cái tôn giáo của họ, giáo chủ Mahomet của họ. Cái chính của họ là một cái cuộc tranh đấu chính trị, cũng giống như ngày xưa Cộng sản gọi là chống đế quốc đấy. Thì tất cả cái đế quốc nào hệ mà không phải là Cộng sản thì họ truy diệt đó. Bằng cách là từ từ, nếu những cái nước dân chủ thì họ lập những cái đảng để họ phá cái chính trị của cái nước đó,
Cái đó, điều đó thấy rất rõ ở Pháp, ví dụ như là đảng Cộng sản Pháp vậy đó. Trước kia thì đảng Cộng sản Pháp quan trọng lắm. Nó đến 25 người, không phải là 25% quần chúng Pháp là đảng viên, nhưng mà bỏ phiếu thì bỏ phiếu cho đảng Cộng sản 25%. Bây giờ nó rút xuống còn đâu có vài phần trăm thôi. Đó. Nhưng mà ngày xưa thì là bởi vì cái cuộc tranh đấu mà Cộng sản quốc tế dấy lên đó, là phải đánh đổ đế quốc thì cái người vô sản mới có thể có quyền sống. Còn bao lâu đế quốc nó còn đó, tư bản nó còn đó thì chúng ta vẫn là những tên nô lệ. Thì với cái mô thức đó, Cộng sản đã tranh đấu gần 70 năm để mà tiêu diệt đế quốc, nhưng mà cuối cùng thì không tiêu diệt được, mà chính bản thân họ thì lại bị sụp đổ. Chưa hiện nay thì nó còn vài nước như là Cuba, mà Cuba thì bây giờ cũng đã bắt đầu ký kết với Hoa Kỳ rồi, thì bây giờ còn Bắc Triều Tiên, còn Trung Quốc, còn Việt Nam. Đấy, thì bây giờ bên cái phía suy nghĩ của bên phía Hồi giáo mà bạo động đó, thì họ nghĩ như vậy. Chúng ta biết là tôi không biết thế nào, nhưng ngày xưa khi chúng tôi đi học trung học mà dạy về ông Mahomet thì cứ nhớ cái hình ảnh là ông phải rằng là lôi người ta vào đạo bằng cây gươm. Tất nhiên là ai không theo tức là thù địch với ta và phải giết đi. Thì tôi nghĩ cái mầm mống mà suy nghĩ bạo động như vậy đó, nó còn rất lớn trong một số những cái người theo Hồi giáo. Và hiện nay thì họ mở một cái mặt trận lớn trong thế giới để mà đánh các nước tư bản và các nước Âu Mỹ. Nói rõ ràng là như vậy. Còn cái việc mà sát ly thì nó chỉ là một cái việc bên lề thôi. Chẳng qua là cái tờ báo này nó vẽ những cái mà như anh vừa nói đó, thì nó coi như là nó hạ nhục tất cả. Không có ai mà không bị hạ nhục. Thành ra cái này chỉ là chuyện bên lề, một cái chuyện tượng trưng để cho biết rằng chúng tôi đánh vào các anh, chúng tôi đánh vào tất cả những cái người nào mà trên truyền thông động chạm tới chúng tôi. Chứ còn sự thực ra thì cái tiêu đích chính không phải là chỉ nhắm vào giới báo chí, mà nó nhắm vào toàn bộ của các nước Âu Mỹ. Thì đấy là cái chỗ mà tôi nghĩ là, như anh cũng thường nói đó, sẽ có một cuộc họp lớn ở các nước Mỹ, Anh và Pháp như vậy để mà đối chọi lại cái sự tấn công mới, bởi vì họ đang có một cái chiến dịch, một cái chiến lược mới trong vấn đề tấn công vào các nước tư bản. Thì đó là phải lo. Và cũng tôi cũng đồng tình với anh ở cái chỗ rằng tất cả những cái người mà bị giết, 3 người trong cái vụ mà thảm sát ở cái nhà hàng thịt của Do Thái đó, với cái tòa báo của Charlie, thì 3 người đó đã bị bắn chết. Đó, thì tất cả 3 người đó và cũng có một số người khác cũng đã bắt rồi, tức là bây giờ họ đang nghi rằng không phải 3 người đó làm một cách đơn lẻ trong cái việc thảm sát hai nơi, mà là nó có một cái tổ chức chung, nó liên hệ với nhau và nó hỗ trợ với nhau. Nhưng mà họ biết hết gọi là cái background đó, là cái lý lịch của 3 người đó, từ hồi còn trẻ đã làm gì ở đâu, hình bóng họ có hết. Nhưng mà cái người ta không biết là chính những cái người mà họ nắm rất vững hồ sơ đó lại phát động cái chuyện thảm sát cái tòa soạn Charlie Hebdo. Thành ra có lẽ là Tây Phương cũng rất là ngạc nhiên trong cái vấn đề mà người ta có thể len lỏi được. Và đặc biệt Pháp thì rất sợ cái chỗ là đã có 1.000 người Pháp sang bên cái phía Yemen để học tập cái phương cách bạo động để mà đánh vào các nước Âu Mỹ, đặc biệt là đánh tại Pháp. Thì bây giờ đây họ đang lo sợ rằng cái giới 1.000 người đó nó đã gửi về một số rồi, không biết là bao nhiêu thì họ không biết, nhưng mà chắc chắn 1.000 người đó là tiếp tục gửi về Pháp để làm cái công tác phá hoại và khủng bố. Trở lại một chút xíu với giáo sư Ái, thì chúng tôi rất là đồng ý là cái chuyện là cái đạo Hồi là nó tự xuất phát từ gốc đã có những cái chủ trương bạo động rồi. Tuy nhiên thì cũng có lý luận rằng nếu mà cái tờ báo này lại châm biếm bên Công giáo chế giễu Chúa Giêsu chẳng hạn, thì bên Công giáo chắc sẽ không có trả đũa như vậy, mà chỉ có lên án thôi. Hoặc đưa ra những cái thông báo. Chúng ta thấy trong quá khứ thì cũng có những cái sản phẩm phim ảnh xuyên tạc cuộc đời của Chúa Giêsu, thì Vatican cũng lên tiếng phản đối, các tổ chức Công giáo nên phản đối. Và bên Phật giáo thì chắc cũng thế, nếu có những cái sự châm biếm vào lãnh tụ Phật giáo, nhưng mà không có một cái tổ chức nào, tôn giáo nào trên thế giới
như Hồi giáo thì sẵn sàng là có những cái bạo động, bởi vì từ gốc của họ, họ đó đã có những cái quân đội, những được gọi là chiến binh. À, vâng, thì đến đây thì chúng tôi cũng cùng với lại giáo sư Văn Ái Quang Hưng để mà phân tích nhiều hơn những cái điều mà quý thính giả đương nhìn thấy trên truyền hình, đương đọc và báo về cái vụ ở bên Pháp. Chúng tôi xin để dành cho giáo sư Võ Văn Ái để có thể đúc kết cái đề tài ngày hôm nay trước khi chúng ta rời làn sóng. Thì tôi thấy rằng trong cái vấn đề tôn giáo thì có thể nói rằng là nước Mỹ đi rất sớm trong cái ưu tư rằng có một cái sự tranh chấp tôn giáo. Bởi vì tôi nhớ là năm 1970 thì một tổ chức bên Hoa Kỳ đã mời một số rất đông các học giả, các giáo sư và các vị lãnh đạo của các tôn giáo họp tại Singapore. Thì trong cái cuộc họp đó thì họ đã tiên liệu rằng thế kỷ 21 sẽ là một cái thế kỷ tranh giành tôn giáo và chưa biết cái tôn giáo nào nó sẽ nổi bật lên. Đó, thì như vậy thì chúng tôi thấy rằng Hoa Kỳ đã tiên liệu rất sớm về cái sự tranh chấp các tôn giáo. Thì bây giờ thì từ năm 1970 thì lúc đó tôi cũng ngạc nhiên để nghe cái đó và thấy rằng họ nghĩ gì mà xa vời thế. Nhưng mà sang đến thế kỷ 21 mình mới thấy rằng quả thực cái sự xuất hiện của khủng bố bên phía Hồi giáo đó, nó là cái vấn đề trầm trọng. Thì đây là cái vấn đề tranh chấp về tôn giáo, về tư tưởng, về văn hóa. Thì cái điều mà nó thiếu có thể nói ở trong các nước Hồi giáo là cái tinh thần dân chủ và vấn đề luật pháp. Chúng ta thấy ngay bản thân của những người trong Hồi giáo thì họ cũng chịu đựng những cái lối luật pháp hết sức là bạo động, chặt tay rồi thì chôn sống, rồi vắt đá, mà nó vẫn hiện hữu ngay bây giờ. Hay là có những cái nước mà người đàn bà không có quyền lái xe, ví dụ như vậy. Thì tôi thấy được cái tinh thần dân chủ và cái tinh thần tôn trọng luật pháp nó thiếu rất nhiều ở trong các nước Hồi giáo. Và chúng ta cứ nhìn đi, tất cả các nước Hồi giáo, cái sự trước tác về sách vở hay là bình luận hay là phê phán đó, mà so với các nước Âu Mỹ thì có thể nói là nó quá tụt hậu, cái số lượng đó nó quá ít ỏi đi so với những cái cuốn sách mà nó xuất bản hàng ngày, hàng tuần ở tại Mỹ, tại Pháp, tại Đức, tại Anh, v.v. Thì chính cái sự mà thiếu thông tin của người dân ở trong cái bầu khí Hồi giáo đó, nó làm cho người dân không có thấy rõ cái chân trời của thế giới. Và từ cái chỗ đó, chỉ cần một vài lãnh tụ có một cái ý riêng về bạo động thì đã có thể kích động con người và đẩy con người ta vào trong cái chỗ là chém giết. Đối với chúng ta thì cái điều nó chỉ là cái điều buồn cười, nhưng mà đối với những cái người Hồi giáo, người ta nghĩ rằng cái sự hy sinh mang bom mà tự mình cho nổ lên đó thì mình sẽ gặp được 72 phụ nữ còn trên thiên đàng, thì cái chuyện đó mình không thể tin được. Nhưng mà rất đông những người Hồi giáo hiện nay họ chiến đấu với cái món thưởng đó. Thành ra tôi nghĩ rằng vấn đề dân chủ, vấn đề luật pháp cần phải khai thông rất lớn, và có lẽ các nước Âu Mỹ phải tìm một cách nào đó để cho các nước Ả Rập có một cái tiếng nói ở trong thế giới, mà cái khối Ả Rập nó tái lập lại cái văn hóa văn minh của cái kinh điển Koran hơn là cái phái mà chủ trương chỉ có gươm và súng mới có thể chinh phục được thế giới. Thì đấy là cái điều mà tôi suy nghĩ sau những cái cuộc vừa xảy ra tại Pháp. Em là vì này, cái tin mới nhất là ISIS bây giờ đưa ra những cái lời kêu gọi chính thức thúc giục những follower, những cái người mà theo họ đã ở khắp nơi trên thế giới, hãy rise up, kill, hãy đứng lên và hãy giết những người cảnh sát của các quốc gia này. Đây là một cái tin mà nó đương là breaking up news của CNN, thì thấy cái tình trạng nó càng ngày nó càng căng quá. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc phần hội thoại với giáo sư Quan Ái từ Pháp. Xin cảm ơn giáo sư Ái ạ. Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục, anh Quang Hưng, và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta.